mình chê trách nơi mình sinh sống, là ép người này ép người kia, là mình mượn từ mình đơm đặt đó, gọi là mình lợi dụng tôn giáo. Cẩn thận vô nha anh chị bạn, không là bị phạt đó nha. Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới, có 6 quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo cao. Đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ, mà là kết quả khảo sát của viện diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ. Là nói chung là Việt Nam mình là cũng là tham gia quốc tế đó anh chị bạn. Cái quyền con người mình đã được nâng cao, và người dân ở đây là sống bắt đầu là như vậy đó. Nói vậy anh chị bạn hiểu rồi. Còn theo ban tôn giáo chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18,544 ngôi chùa, có gần 55.000 tăng ni tu hành. Công giáo xếp thứ hai là 7 triệu tín đồ, vậy đó. Rồi, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, và người dân được quyền tự do chọn lựa tôn giáo, hoặc tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Vậy thì tôi có thích ông tệ, tôi đã làm gì sai mà anh chị nhảy sồn sồn trong live tôi? Hỏi thiệt nè, nếu như anh chị thích bà Hằng, hoặc tôi thích ông tệ, hoặc anh chị thích ông Quang, hoặc anh chị thích ông Từ, vậy anh chị và tôi đã làm cái gì sai? Rồi nhảy sồn sồn lên trong live tôi làm gì vậy? Ở đây không quan trọng ai giàu nghèo đâu, mà ở đây quan trọng là đứa nào có trí tuệ hơn đứa nào đó. Mới quan trọng là khúc này nè, khúc này quan trọng cần trí tuệ nha, khúc này chưa cần tiền. Chừng nào khúc nào cần tiền sẽ đọc cho nghe là khúc nào cần tiền. Khúc này cần ăn học đó, cần cái độ ăn học để đọc báo đó. Cần cái độ ăn học đó. Trong số 16 tôn giáo được nhà nước chính phủ công nhận thì có 9 tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào Việt Nam: Phật giáo, Công giáo, Tinh lành, Bà La Môn, Hồi giáo. Có nghĩa là trong tất cả các đạo Phật của mình, đạo này đạo kia được nhà nước công nhận, còn có những cái đạo giáo bên nước ngoài vô, đó là đạo Tinh lành, Bà La Môn, Hồi giáo. Có nghĩa là bên mình cũng có Hồi giáo anh chị bạn, có những cô chị chú bác là đạo Hồi giáo, rồi đạo Tinh lành và đạo Bà La Môn. Nhưng mà những cái đạo nào mà cơ quan chức năng mình cho gia nhập thì là ok đó. Nhảy sùng sùng là bị kiến cắn đó, đúng rồi. Chưa ai nói gì ai luôn á. Chưa ai nói động doanh nghiệp luôn á. Nhảy sồn 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 vô bảo vệ, không biết bảo vệ gì nữa, hay là nó đẩy người ta vô vách nữa. Nhà nước bảo đảm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở tôn giáo, mở lớp học bồi dưỡng tôn giáo. Nhà nước có 62 cơ sở tôn giáo để địa phương. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Các hành vi lợi dụng tôn giáo là mình tuyên truyền ba cái bậy bạ anh chị bạn, mình viết ba cái sách bậy bạ đồ, rồi mình phát cho người này người kia, mình kêu gọi đồ đó, mình chống lại nơi mình sinh sống, mình chia rẽ tình đoàn kết. Cái đó là cái chỗ nào mà anh chị bạn? Cái đó nó có khúc cấn đó, cấm giảng vô thời hạn đó, chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, là dân tộc này đen này nọ này kia đó, đó. Chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, cấm giảng vô thời hạn. Còn điều 6 của luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự xã hội, an môi trường, xâm hại đạo đức và xã hội, xâm hại cơ thể sức khỏe, xúc phạm danh dự người khác. Nghe kỹ nha, bao gồm xúc phạm danh dự người khác, khúc đó quan trọng rồi đó, nhân phẩm người khác đó, chuẩn bị đồ đó, chuẩn bị làm chương trình đồ, suy nghĩ trước khi mình làm chương trình. Xúc phạm nhân phẩm, đời tư, đời ư, đó, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, lợi dụng, lên mạng, nói nhảm, câu like, câu view, tuyên truyền, bậy bạ, rồi hiểu rồi ạ, lợi dụng hoạt ngôn tín ngưỡng, rồi trục lợi cá nhân rồi đó, rồi đó. Những ngày này, đồng bào Phật giáo cả nước cũng đang hân hoan đón mừng đại lễ này nọ nọ kia. Nói chung, bài viết này viết cái gì? Giờ nói chung mà kêu đọc báo làm gì? Đọc báo rồi nè mấy ba mấy mẹ, là cái gì? Là hiện tượng mạng là sao? Là anh chị tự thổi phồng lên. Bây giờ là không phải sư, không phải thầy, con là một người công dân Việt Nam như mọi người ấy, đi tập học theo Phật thân. Con không có muốn mượn hình ảnh của các chùa
các sư họ là tỳ kheo là sư, nên là con là một người bình thường để khỏi mượn hình ảnh của họ, khỏi xâm phạm họ đấy. Không để họ nói là mượn hình ảnh sư thầy rồi ra lừa đảo mọi người lấy tiền vào đấy, làm cái điều sai trái. Nên là con cầm cái pháp thì không ảnh hưởng tới họ. Rồi cái này rồi người ta có nói người ta là Phật chưa? Trên màu trên trí tuệ đọc báo cái biết liền là báo đang nhắc gì? Báo đang nhắc những người làm chương trình YouTube, TikToker, Facebooker làm cho cố lên. Mà ông Tuệ ông đã trình bày với cơ quan chức năng trước khi người ta đã mời về làm việc rồi, là ông Tuệ ông đã trình bày ông xuất hiện sao hết rồi, là cơ quan chức năng đã có thông tin hết rồi. Mày cố làm chương trình càng nhiều mày tự đi vào ngõ cụt. Cái này là tao nhắc nhở luôn những người yêu thương chị doanh nghiệp đàng hoàng. Tao chơi rất là nghiêm túc và tao luôn luôn tôn trọng những anh chị nào đã từng mến tao. Cho nên là em nhắc nhở anh chị, nếu anh chị thực sự thương người đó, trò chơi này là nó có chính trị chính em đàng hoàng rõ ràng, là nó liên quan tới chú bác quản lý cả tăng đoàn, cái này cái nọ cái kia, nó bao gồm đủ thứ. Em nhắc nhở anh chị khi đăng bài, em cũng nhắc nhở những anh chị nếu mà thích thầy Tuệ quá, mình kêu bằng thầy là sao thế? Tại vì người đó là em cảm giác là người đó là người thầy mà em thấy nó đẹp, nên em tự kêu bằng thầy. Ông không phải là ông thầy giáo ở trường, ông không phải là ông thầy chùa ở trong chùa, nhưng mà tự nhiên tôi thích kêu ông bằng thầy, đó là cái danh xưng tôi dành cho ông. Nhưng tôi đâu có cấm đầu cấm cổ ngoài đường tôi lại ông đâu. Tôi đâu có cuồng, tôi đâu có đi bộ theo, tôi đâu có lội rừng băng suối tôi đi kiếm thầy. Tôi ngồi một chỗ mà, tôi là công dân tốt, tôi sống và cống hiến hết mình. Đâu, sống, lao động là vinh quang, tôi vẫn lao động kiếm tiền bình thường, tôi có ghẹo chọc ai đâu. Nếu tôi lỡ có thích một người là ông Tuệ đi thì đã sao? Có phạm pháp sao? Giống như anh chị thích bà Hằng vậy, có phạm pháp sao? Anh chị thích ông Quang vậy, có phạm pháp sao? Có ai cấm chưa? Chưa có mà. Vậy thì người ta thích ông Tuệ có gì sai? Thế là mình đừng có nâng cao cao trào, mình đừng có dí ông Tuệ là Đức Phật này, Đức Phật nọ, là anh chị sẽ rớt vô bẫy liền. Tại sao là mở like lên đọc báo hả? Tại vì là một sự yêu thương đàng hoàng, là một sự cân bằng giữa các anh chị, là một sự không gây hiềm khích, muốn anh chị đoàn kết. Vì anh chị yêu thương ai là anh chị để trong lòng, chứ không phải anh chị lên trên mạng anh chị comment vô là anh chị là hơn tôi. Nhưng tôi rõ ràng đọc báo để chia sẻ cho anh chị, người thích chị Hằng, người thích ông Tuệ phải suy nghĩ kỹ coi cơ quan chức năng nhắc mình cái gì, làm cái gì có lợi cho người mình yêu thương. Giống như sau khi cơ quan chức năng nói vậy, và cái nguyện vọng của thầy Minh Tuệ là được yên ổn tu hành, thì mấy chị có thích quá, mấy chị về nhà mấy chị để tấm hình, mấy chị ví dụ như á, là mình thần tượng, mình ngưỡng mộ, rồi mình mỗi ngày mình nhìn về đó, mình tu tập về xong. Từ đây đừng có kéo lên cái chỗ thầy ở rần rần nữa, đừng có quỳ lại, đừng có múa mai quay cuồng, đừng như con khùng con điên nữa, là có thể giúp được ông Tuệ nếu như anh chị nào là người thích thầy Tuệ chân chính. Vì sao? Vì ở đây không có sự đúng sai, không có sự cao thấp, nó chỉ là có những con người như vậy thôi. Thì anh chị cố gắng, mình yêu thương một người, giống như bây giờ mình yêu thương chị Hằng đấy ha, em thí dụ, nếu đã yêu thương chị đó thì mình biết được năm nào đó người mình yêu thương họ bị vào câu chuyện nào, họ bị cuốn vào luồng dư luận như vậy. Thì thí dụ mình thấy cô mình, người mình yêu thương đang gia dấp phải cái đó, mà cái đó nó vốn không đáng luôn, mà đâu có cần bao công xử án đâu, có cơ quan chức năng lo, thì mình dời sân đó, mình qua cái sân chơi khác, mình hát hò, mình giao lưu, mình kinh doanh, kiếm tiền, mua kim cương. Vậy mình dạ vô làm chi vậy? Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Không, tôi đâu dám dạ chị đó. Tôi đang nói những anh chị làm chương trình thôi. Nếu thực sự thương người đó tới vậy, anh chị thương người mình yêu thương tới vậy, em nhắc thêm một lần nữa cho anh chị trên like nhớ. Phạm là Phạm. Em không ghẹo ai, nhưng em nhắc anh chị, trong thời gian này là Phạm là Phạm. Mình ra, mình hòa nhập, mình cống hiến, mình hy sinh cho những người mình yêu thương, mình giúp đỡ cơ quan chức năng là một điều đẹp, ghi điểm, cộng. Nhưng những gì không liên quan trong câu chuyện trên, trong thời gian 6 tháng đến 1 năm đó, khỏe re luôn, ngồi chơi đếm tiền thôi, nhàn nhã vô cùng, hát hò vui vẻ, là khỏe vô cùng tận. Nếu những anh chị nào là đã là người mà yêu thương bao nhiêu lâu vậy, và anh chị chờ đợi ngày nào? Anh chị chờ đợi ngày được đi ra gặp anh chị. Giờ anh chị trông mong điều gì? Trông mong sự giàu sang để giúp được nhiều người. Thì cái phần nào nó nặng quá mà người thân mình gánh mệt,
Tại sao mình thích đẩy qua cho người thân mình quá vậy? Cái chuyện nào của chú bác lo thì để chú bác lo đi, đúng không? Cái chuyện giữa các ông thầy tu là để chú bác lo, báo đăng là mình đọc. Đừng kéo chung vô thì không sao, nhưng kéo chung vô anh chị chưa chắc thắng trong vế này đâu. Đừng ta đây mà vô comment với em thấy thiệt. Em nói vậy là anh chị hiểu rồi đó. Khi nào em có nhắc luôn anh chị bạn đọc luôn cả bài báo liên quan chính trị chính em đồ, em nói trên live vậy mà em đã nhắc luôn những người mà em yêu thương, mà anh chị cũng vậy thôi kệ, cũng chúc sức khỏe anh chị, cho anh chị làm gì làm. Anh chị khỏi lo là ông Tệ đã làm gì. Ông Tệ đã trình bày cho cơ quan chức năng hết rồi, là ông đi tu làm sao, ông không thích số đông như thế nào. Ông đã làm hết sức mình như vậy và cơ quan chức năng cũng hỗ trợ hết mình. Có nghĩa là ông Tệ đã hợp tác với cơ quan chức năng vô cùng. Ông chỉ muốn học tu Phật bình thường thôi, và cơ quan chức năng người ta hỗ trợ làm căn cước rồi về nơi nào đó tu tập cho ổn định.